mới với sôi động Serie A City, theo dõi trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá danh nhân online Serie A 2014 vòng đấu thứ 11 giữa hai đội bóng Trúc Kinh Phong và Lão Tướng Sân Quay. Đội Lão Tướng Sân Quay ra sân trong trang phục áo tím quần đen tất trắng, đội Trúc Kinh Phong ra sân trong trang phục áo xanh quần đen tất trắng. Đội trọng tài điều khiển trận đấu gồm có trọng tài thứ nhất Quỳnh Xuân Bá, trọng tài thứ hai Nguyễn Quang Phục. Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đi, đừng giữ nhiều, tập liền chống à, chạy đi.